chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Tin nóng hàng ngày. Tiết lộ bí mật những sự thật thú vị về tiền đạo Công Phượng ít người biết đến. Quý vị thính giả thân mến, từng bị lò Sông Lam Nghệ An từ chối phủ vàng cho đến một ngày tiền đạo nổi tiếng Việt Nam, hay sở thích xăm mình đến tiêu chí chọn người yêu, Công Phượng khiến cho những người yêu mến anh bất ngờ. Ít ai biết trước khi thi đỗ vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG của Bầu Đức với mức điểm khá cao, tiền đạo Công Phượng từng bị lò đào tạo Sông Lam Nghệ An từ chối, vì thế không đủ tiêu chuẩn về thể hình. Sau đó không lâu, cậu bé người Nghệ An đã thuyết phục cha mẹ cho thi vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG của Bầu Đức, trúng tuyển với số điểm khá cao và trở thành một trong những thành viên ưu tú nhất khóa 1 và nổi tiếng nhất nhì học viện này ở thời điểm hiện tại. Dù thể hình hạn chế chỉ cao 1m68, song Công Phượng sở hữu kỹ thuật qua người điêu luyện cùng với khả năng sút phạt thần sâu. Anh có khả năng tạo đột biến thuộc dạng của hiếm của bóng đá Việt Nam. Thích tuyết bạn gái thông minh. Lần đầu tiên Công Phượng tiết lộ về mẫu bạn gái mà mình sẽ lựa chọn. Chân sút câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết bạn gái của mình trong tương lai không quan trọng làm công việc gì, nhưng phải là một người phụ nữ giỏi, thông minh, biết giúp đỡ công việc gia đình. Trước đó Công Phượng có mối tình ngắn ngủi với cô ca sĩ trẻ Hòa Minzy, song vì nhiều lý do hai người đã chính thức đường ai nấy đi sau 2 năm chính thức hẹn hò. Hiện tại Messi Việt Nam cho biết anh vẫn chưa có người yêu và chỉ tập trung vào sự nghiệp chơi bóng. Từng muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Công Phượng từng hóm hỉnh chia sẻ, anh từng muốn được phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mũi và đặc biệt là kéo dài đôi chân để có chiều cao 1m75. Nhìn như vậy sẽ đẹp hơn với một cầu thủ bóng đá. Bố mẹ phải bán nhiều tài sản có giá trị để Công Phượng theo học bóng đá. Theo Công Phượng kể, để anh theo đuổi niềm đam mê để chơi bóng, bố mẹ anh đã phải bán nhiều tài sản để anh có thể theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo sổ của mình. Thích xăm hình. Khá bất ngờ, Công Phượng là số ít cầu thủ có sở thích xăm hình. CB10 từng nhiều lần khiến cho người hâm mộ ngỡ ngàng với những hình xăm hết sức độc đáo trên cơ thể của mình. Hình xăm gần nhất mà CB10 sở hữu là hình xăm trên bắp tay trái. Theo anh, ý nghĩa của hình xăm này là để nhớ những ngày cơ cực ở quê nhà. Hình xăm thể hiện ngôi nhà cũ của Công Phượng và một con chim Phượng Hoàng bay lên. Hình ảnh Phượng Hoàng chính là chàng tiền đạo gốc Nghệ An vươn lên từ khốn khó. Từng phát tờ rơi ở ga tàu Nhật Bản, tiền đạo xứ Nghệ phát tờ rơi để mời chào người dân tới cổ vũ trận đấu câu lạc bộ Mito Hollyhock với Matsumoto Yamaga trong khuôn khổ vòng 20 J-League diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 7 năm 2016. Đây là hoạt động truyền thông mà các câu lạc bộ Việt Nam chưa từng áp dụng để thu hút khán giả tới sân cổ vũ V-League. Bác sĩ đội tuyển Việt Nam tiết lộ sự thật về con người Công Phượng, hóa ra tất cả chúng ta đã hiểu sai về em. Cách đây 2 năm tại Qatar, Công Phượng bí mật để một bức thư túi sách của bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy đội tuyển Việt Nam. Đến giờ thì bác sĩ Thủy mới tiết lộ nội dung đầy cảm động là một lần nữa chúng ta hiểu sai về Công Phượng. Vòng chung kết U23 châu Á 2016 là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam được tham dự đấu trường châu lục. Không bất ngờ, trong một bảng đấu gồm UAE, Australia, Jordan, U23 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng. Ở trận đấu cuối cùng thì các học trò của huấn luyện viên Toshiya Miura khi đó thi đấu đầy quyết tâm và chỉ chịu thua U23 UAE với tỷ số 2-3. Một điều đáng buồn hơn với U23 Việt Nam trong trận đấu đó là Công Phượng dính chấn thương nặng ở bả vai. Công Phượng mất gần một tuần điều trị ở Qatar. Trong bối cảnh mà các đồng đội U23 Việt Nam trở về nước, người ở bên cạnh chăm sóc cho Công Phượng khi ấy là bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy. Cảm động trước sự ân cần và tình cảm của bác sĩ, Công Phượng bí mật gửi vào túi sách anh một bức thư, để rồi tới gần 2 năm, bác sĩ Thủy mới chia sẻ lại trên fanpage của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Số là khi về đến Việt Nam kết thúc một chặng dài tập huấn thi đấu mà việc nhà lại dồn nhiều, nên tôi quăng máy tính vào một xó, phải đến vài ngày sát Tết. Khi có việc mở ra, tôi mới bất ngờ phát hiện một phong thư trong đó. Có lẽ Công Phượng đã nhét nó vào trong túi sách của tôi tại Qatar. Thời điểm tôi ra khỏi phòng, tôi không biết cậu ấy đặt bức thư vào bằng cách nào. Sau sự bất ngờ, tôi mở bức thư ra và thực sự xúc động. Đó là một bức thư ngắn, kẹp trong đó là tờ $100. Nội dung bức thư thế này: cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Em ngại không dám đưa trực tiếp nên em có lì xì cho hai cháu ở nhà mua đồ Tết. Em chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Nghĩa cử bất ngờ đó của Công Phượng gây xúc động mạnh đến bác sĩ Thủy, là người đã nhiều năm gắn bó với đội tuyển quốc gia, cùng sát cánh biết bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ, nhưng lần đầu tiên anh xúc động đến thế. Bác sĩ Thủy chia sẻ mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mở ra, khi đọc bức thư
cảm ơn của Công Phượng xong, tôi xúc động không nói ra lời, vừa bất ngờ vừa cảm động rồi lại bất ngờ. Thú thật là tôi không hề biết Phượng có nhiều cảm xúc đến thế trong những ngày chúng tôi cùng ở lại Qatar. Thời điểm Phượng bị chấn thương, tôi là bác sĩ đội tuyển phải ở lại. Điều kiện dịch vụ bệnh viện Aspeta rất tốt, tôi hầu như không phải làm gì nhiều. Trong 3 ngày đó, công việc chính của tôi là bên cạnh trò chuyện động viên cho Phượng. Khi đó tôi nghĩ đây là công việc trách nhiệm của mình thôi, vì chấn thương kém may của Phượng lại đến vào cuối năm. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tâm lý của Phượng, nhất là sát thời điểm anh chuẩn bị sang Mito Hollyhock, không nghĩ rằng Phượng lại suy nghĩ nhiều đến thế. Hiện tại, lá thư và tờ 100 đô của bác sĩ Thủy đã được anh lưu giữ cẩn thận, lồng cùng tấm ảnh của cô con gái đặt trang trọng đầu giường ngủ. Anh cho biết anh sẽ giữ mãi kỷ vật đặc biệt đó của Công Phượng, người anh đã sớm thần tượng. Anh hạnh phúc nói, nói thật, khi đọc bức thư của Phượng thì bao mệt mỏi, nỗi buồn sau giải U23 châu Á đều tan biến. Làm nghề của chúng tôi 7 giờ sáng thức dậy, làm quần quật đến nửa đêm, tay chân luôn phải vận động, hết quấn băng đến massage tối cho anh em, vất vả là một chuyện bình thường. Nhưng hành động của Công Phượng khiến tôi rất thỏa mãn, đó là biểu hiện tôn trọng của một cầu thủ đến bác sĩ. Đó là sự trân trọng của người chúng tôi đã luôn thầm lặng phục vụ, gửi đến cho chúng tôi. Niềm hạnh phúc đó là không thể đong đếm. Tôi sau đó có gọi điện cảm ơn Phượng, tôi cũng nói với cậu ấy rằng tôi trước giờ đã ngưỡng mộ Phượng trên sân cỏ cũng như trong nếp sinh hoạt. Sau ngày hôm đó, tôi sẽ càng ngưỡng mộ cậu ấy hơn nữa với cách sống và nếp nghĩ quá chững chạc và chân thành của mình. Tiểu sử cầu thủ Công Phượng. Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 tại Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. 12 tuổi gia nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Trước khi thi tuyển vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, Công Phượng đã bị trượt khi thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Trải qua một vòng tuyển chọn cắt gao, Nguyễn Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG khóa 1. Ngày 16 tháng 11 năm 2012, giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Arsenal là Steve Morrow đã gửi quyết định triệu tập 4 cầu thủ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đồng Triều sang trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập luyện thi đấu cọ sát cùng với các cầu thủ U17 Arsenal. Năm 2014, Công Phượng cùng lứa cầu thủ khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V-League 2015 trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận đấu đầu tiên của đội bóng mùa giải 2015, Công Phượng được cho đá chính ngay từ đầu. Trong trận đấu này, Phượng đã có được một bàn thắng, nhưng trong những trận sau đó, Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai đã làm cho người hâm mộ khá thất vọng. Kết thúc mùa bóng, Công Phượng ghi được 6 bàn thắng, thi đấu hơn 2.000 phút, Hoàng Anh Gia Lai may mắn trụ hạng khi đứng thứ 13 trên 14 chung cuộc. Ngày 23 tháng 12 năm 2015, Công Phượng và đội Mito Hollyhock của Nhật Bản ký kết hợp đồng. Theo đó, Công Phượng sẽ khoác áo câu lạc bộ Mito Hollyhock theo dạng cho mượn 1 năm tại J-League 2 với giá trị chuyển nhượng 100.000 đô. Tại đây, anh sẽ mang số áo 16, số áo mà cầu thủ Hàn Quốc Park Seo-woo đã từng mặc. Cầu thủ Nguyễn Công Phượng đã gia nhập Mito Hollyhock nhưng vì bị thương ở vai nên thời gian đến Nhật trễ hơn dự định so với ban đầu. Chính vì vậy, vẫn chưa hoàn tất thủ tục để tham gia các giải bóng tại Nhật Bản. Dự kiến vào giữa tháng 3 sẽ hoàn tất mọi thủ tục. Ngày 7 tháng 5 2016, Công Phượng được có lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội bóng Hollyhock khi anh vào sân thay thế cho cầu thủ Hosokawa Junya phút thứ 87. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo. Tháng 3 năm 2015, Công Phượng được Miura tiếp tục triệu lên đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia. Anh sau đó có mặt trong thành phần dự giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2016 ở Qatar. Anh ghi bàn từ chấm penalty trong trận đấu cuối gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Manchester City vào ngày 27 tháng 7 2015, Công Phượng được huấn luyện viên Miura đưa vào sân thay cho Công Vinh trong những phút cuối của trận đấu, kết thúc trận đấu tỷ số 8-1 nghiêng về đương kim Á quân ngoại hạng Anh. Các thành tựu cơ bản của Công Phượng như sau: 12 tuổi gia nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, năm 2013 lần đầu thi đấu trong đội hình U19 Việt Nam. Năm 2015 chính thức góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam và đội 1 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu V-League. Á quân giải U19 Đông Nam Á 2013-2014, Á quân giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei, cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei, vô địch giải U21 quốc tế 2014 trong màu áo U19 Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, vua phá lưới vòng loại U19 châu Á 2014, lọt top 3
đề cử cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 trong hệ thống giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam, cầu thủ Việt Nam được yêu thích nhất vào năm 2015. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.